Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh X-Fam. Với vẻ đẹp kiêu sa, màu sắc rực rỡ, hoa hồng chính là nữ hoàng trong số các loại hoa. Tuy nhiên, cũng chính là đối tượng dễ bị sâu hại côn trùng tấn công. Vậy, đó là những loại sâu hại côn trùng nào? Bọ trĩ, đặc điểm phá hoại, lá hoa hồng xoắn, thâm đen nâu và khô chết, nụ hoa không nở được, nếu nở thì hoa bị dị hình. Bọ trĩ, cả ấu trùng và con trưởng thành đều hút dinh dưỡng trong cây, ăn các phần mềm của cây như cánh hoa, nụ hoa, làm cho hoa trở nên nhợt nhạt, trắng hoặc nâu đen và khô héo. Bọ trĩ bùng phát rất nghiêm trọng vào mùa hè khi thời tiết khô ráo. Chúng di chuyển bằng gió, chủ yếu di chuyển trong ngày lúc 8 đến 12 giờ. Phòng trừ, thường xuyên cắt tỉa lá, cành già để tạo độ thông thoáng cho cây. Khi cây bị bọ trĩ tấn công, sử dụng thuốc trừ bọ trĩ sinh học để diệt trừ. Lưu ý, hạn chế bón phân nhiều đạm trong giai đoạn cây bị bọ trĩ tấn công, vì lá hoa hồng là thức ăn của chúng. Bọ cánh cứng, đặc điểm phá hoại, lá bị cắn, ăn, làm cây xấu hoặc chết. Bọ cánh cứng sẽ ăn lá hoa hồng vào ban đêm, nếu cây hoa hồng vẫn còn nhỏ, hoặc trồng một vài cây sẽ bị ăn cho đến khi lá đục lỗ hoặc cục hoàn toàn, làm cho cây suy yếu và cuối cùng chết. Phòng trừ, cần làm sạch khu vực trồng hoa hồng để dẹp tan nơi trú ẩn của bọ cánh cứng. Nếu trồng nhiều, nên sử dụng bẫy ánh sáng trong thời gian từ 19 đến 21 giờ nhằm hạn chế hoạt động của bọ cánh cứng. Trẹp, đặc điểm phá hoại. Trẹp gây hại chủ yếu ở lá, hoa và chồi. Chúng thường tập trung ở đợt non và nụ. Lá, đợt non và nụ bị hại thường tiết ra mật nên dễ phát sinh thêm bệnh mùi đen. Nếu mưa trái mùa hoặc trong mùa khô thời tiết nóng, sẽ gây ra sự bùng phát của trẹp. Phòng trừ, sử dụng thiên địch như bọ trùa, nấm ký sinh để tiêu diệt trẹp. Thường xuyên cắt tỉa và dọn dẹp tàn dư thực vật, giữ vườn luôn thông thoáng. Bón phân hữu cơ, xào lân giúp cây thêm sức đề kháng chống trẹp. Phun gây e tỏi ớt gừng với liều lượng 5-7ml trên 1 lít nước sạch theo chu kỳ 1-2 tuần trên lần để phòng rẹp tấn công. Nhện đỏ, đặc điểm phá hoại. Nhện đỏ rất nhỏ và khó nhìn, màu đỏ, nhện non có màu vàng cam thường cư trú ở mặt dưới lá. Chúng chích hút trong mô lá và hoa tạo thành vết hại có màu sáng, dần dần các vết chích này liên kết lại với nhau. Khi bị hại nặng, lá cây hoa hồng có màu nâu phồng rộp, vàng rồi khô và rụng đi. Nhện đỏ phát triển trong điều kiện khô nóng. Phòng trừ, ngăn chặn và loại bỏ bằng cách tưới nước với phương pháp phun nước mạnh dưới lá để loại bỏ nhện đỏ trong giai đoạn đầu. Phun thuốc trừ sâu hoặc sử dụng dây e tỏi ớt gừng để xua đuổi nhện đỏ, mỗi lần phun cách nhau 15-20 ngày. Sâu ăn lá, đặc điểm phá hoại. Trứng có hình dạng như một miếng bọt biển, khi nở ra từ trứng, cơ thể sâu non sẽ có màu xanh và ăn những chiếc lá, bằng cách chỉ ăn mặt dưới lá đến khi lá bị ăn gần như ăn hết là được. Phòng trừ, ngăn chặn và loại bỏ bằng cách phun thuốc trừ sâu sinh học như radian, neem, giấm gỗ, v.v. để tiêu diệt sâu bớm nhưng không nguy hiểm cho thực vật và động vật khác. Sâu đục hoa, đặc điểm phá hoại. Con bớm sẽ đẻ trứng bên ngoài cánh hoa. Khi trứng nở, con sâu sẽ xâm nhập và cắn phá bông hoa, làm cho cánh hoa bị biến dạng, còi cọc. Phòng trừ, nếu mật độ sâu ít thì bắt sâu bằng tay và đem đi tiêu hủy. Nếu mật độ sâu cao nên dùng thuốc trừ sâu sinh học như neem, giấm gỗ, v.v. Sâu đục thân, đặc điểm phá hoại. Sâu non có màu trắng hoặc vàng, dài khoảng 3-4cm. Sâu non xâm nhập vào thân cây hoặc cành bị cắt để kiếm ăn, làm cho cành và thân cây bị héo. Phòng trừ, cắt bỏ những cành hư thấp hơn cành tươi nhằm loại bỏ sâu đục thân gây hại. Sau đó bôi keo rèn da để sâu không chui vào lại. Nếu phát hiện trên thân cây có lỗ và có mùn gỗ nằm ở gốc cây thì bơm trực tiếp thuốc trừ sâu vào lỗ trên thân cây.